đâu ông đâu rồi, ai ông kia rồi, cho ông bàn làm cho thoải mái, cho rộng, rất nóng, mùi nóng, nóng quá, mình còn mua giường to và chẳng có ngủ đây. Rồi, anh xem cái giường cũ này. À bên này không có điện. Ôi dọn nhanh thế. À có mấy miếng ván này nhấc phát ra nhỉ. Hộ hộ ông dọn cái. Đây. À bà đây à? Cái màn này chắc lâu lắm rồi nhỉ? Ừ, lâu rồi. Cái này như là không phải màn hay sao? Cái chăn thôi. Đây á? Ừ, cái chăn. cái chăn đấy đây này. Đấy, có chế tao gì ở đây? Cái chăn mỏng thôi. Chăn mỏng thôi. Ui dồi. Tối không ai? Chị thường lại. Ui. Bụi. Nãy cho nó cái này đi tao nhá. Ủa. Chào tao luôn. Nhưng mà ông ngủ cạnh cái bếp này là nóng rồi nhỉ. Thế này. Buổi tối không đâu. Ừ. Đo thử xem có vừa không hả? Hả? Không thì nắp chăng có vừa không? Em hỏi em xem. Phải không bảo là nếu cứ để hai cái hòm ở đấy xong rồi mình chuyển cái này thôi. À mình chuyển cái này thôi. Rồi chuyển cái này để cái hòm đấy mình phải chuyển mấy cái bao phân đạm. Phân đạm chua nhỉ? Phân đạm nữa. Chua. Khá trong lắm. Tôi chuyển mấy cái hòm đi ra. Đây mà chuyển không biết. Không biết không biết. Chuyển đi. Thôi giúp ông một tí. Mình chuyển cái này cũng được. Ừ. Đây mà chuyển không. Đây có cái hòm. Bụi quá. Nhưng cái bức này đã, cái này đóng đinh vào đây. Nhổ kiểu gì? Đóng đinh à? Ừ. Đấy, cái đóng đinh. Cẩn thận sập. Cẩn thận sập nhà rồi. Đùa. Úi giời, bụi. Úi giời. Lắm. À. Đấy, thế cho nó thoáng. Đây có mấy miếng ván ở đây. Chăn đẹp. Cái cưa của em đâu rồi? Anh chưa biết. Em để đâu?
Bà chắc lại đi làm nương rồi. Còn nhỏ, còn ngô rồi. Ông có cửa? Có đây. Thôi, nắp đi. Chuyển mấy cái đồ này cho chỗ rộng để mình lấy nắp rồi. Cái giường này là của anh Việt Anh, anh Việt Anh ở Úc đấy, thì là cũng rất là cảm ơn anh, bởi vì có anh mà ông cụ này với cả vợ ông nữa thì là có được cái giường này ngủ cho nó rộng rãi thoải mái. Ở trước thì là kê bằng đây, kê bằng 3-4 miếng ván này với cả một đống chăn cũ kia ngủ nó lại, xong lại kê ráp vào tường ấy kìa, nên là mùa hè nó rất là nóng. Đấy. Cũng rất là cảm ơn anh. Đấy, chúc anh sức khỏe, chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Đây là cái giường của anh. Cái giường này thì em Phen Phen mua 1.700.000 với cả mua chăn màn nữa. Chăn màn của này là 300, hơn 300 bộ chăn màn. Là hết 2.000.000, mất còn 500. Cái nào cũng phải sửa lại nhỉ? Phải sửa lại hết rồi. Ô chỗ này bụi. Tung bụi. Hôm trước Phen Phen cho mì tôm với gạo, gửi mì tôm với gạo cho ông cụ, chẳng biết là để đâu hết. Đây, chắc mềm mén, ít mềm mén. Xin phép các bác chứ đừng bảo em là bảo Phen Phen là hay đi xem đồ đấy, nhưng mà thực ra là kênh rau cải này để cho các bác biết là ở trên này người ta ăn cũng chẳng có gì đâu. Đây này, ngày chợ chắc mua mấy miếng thịt. Ông đấy nhiều cái cây thuốc nào rồi nhỉ, để hút hay để bán đây? Ông cái để hút đây nhỉ? Cây thuốc lào các bạn, cây thuốc lá. Về tài sản này chắc cũng có trong 2 tủ này, vàng bạc châu báu trong này hết rồi.
mấy con gà me me này. Em cún. Ô. Me me. Mi nhỏ. Khiêm mù. Mi nhỏ, mi nhỏ. Mi nhỏ. Sao xanh à? Được cái bánh. Đây là đầu giường. Bên này xe đi. Ông bà vẫn chịu khó nuôi gà nhà. Bé như cái bếp. Cái này gọi cái bếp chứ không gọi cái nhà được. Bé tí. Ở trên này thì là thường thường là sẽ không có củi, nên là nhặt những cái cây cỏ rác này hoặc là cây bé bé này về đốt. Ở trên này núi đá, núi đá nên là không có nhiều cái cây to. Chỗ này cái máng này để hứng nước mưa, trời nó mưa xuống thì nó sẽ chảy vào cái bạt này, sau đó nó sẽ nhiều thì nó sẽ đổ ở đây. Nhờ bé tí. Hả? Xếp rác rồi. Rác khiêng vào trước đi. Xếp xong. Làm sao mà khiêng xong được anh ạ? À, đặt hết lên rồi mình khiêng đi. Cái này rộng ấy nhỉ, 1m6 ấy. Máy làm. Cái này hình như chạm hay sao em đợi. À không. Được. Nó hơi kênh lên một tí nên lúc mình được rồi, để cái đấy để đến lúc mình nằm một thời gian thì nó sẽ thẳng lên. Ôi chiếu lại nhỏ hơn rồi. Chiếu nhỏ hơn tí nhỉ. Không sao. Nghe rộng quá rồi. Hai gối, cái giường này hai ông bà lên hai gối. Một chăn nhỏ, một cái màn. Ủa,
Ui, chân này đẹp nhé nhỉ. Đấy, cất cái túi đây. Ừ, nặng không? Nặng đấy. Cẩn thận. Đâu? Đâm kìa. Đấy, thay bằng cái bộ giường mới. Thoải mái nào người ơi. Ui giời ơi, này quá rộng rồi. Rồi. Bảo ông là hay có kê dịch lên đây không? Bởi vì sợ không mở tủ kìa. Hỏi ông xem nào. À, mở tủ thì mình lên trên này mở luôn đây. À, cái tủ dưới tủ đang mở trên này, đây à. Tủ đang mở trên này thôi được rồi. Ngon rồi đấy. Ê, bảo ông bỏ cái này đi, mấy cái này lâu lắm rồi. Ê, mùa hè thì cũng không phải nằm đâu. Cái này để không làm gì. Đây đây, thay bằng cái giường mục lát ra. Đấy, bằng cái giường mới này của anh Việt Anh ở Úc nhé. Qua video này Phen cảm ơn anh Việt Anh đấy, đã chia sẻ cho ông cái giường đây. Bây giờ thì Phen sẽ chia tay trưởng thôn, sau đó là sẽ đi vào trao về xe lăn. Vừa nãy ở nhà hai bố con kia ơi thì lại quên chưa thông báo với bố con bị liệt là mình em gửi cho anh anh gửi cho em 3 triệu rồi. Thì tí nữa nhá. Tí nữa em về trưởng thôn về thì cũng thông báo qua cho bố con biết cho vui, bảo là có 3 triệu mỗi tháng thì có 500. Thì là trong cái số tiền mà anh nhận được ấy thì là ngoài cái việc mua đồ ra thì cô bác bảo là còn thừa những cái phần tiền thừa thì Phen Phen sẽ tự chia sẻ, tự giải quyết cái vấn đề tiền đấy. Đấy thì từ sáng thì là trưởng thôn cũng đi cùng với anh em lắp giường rồi, cũng có vất vả rồi, thì chẳng có nhiều thì gửi cho trưởng thôn một ít tiền đổ xăng nhé. Xong là thôi. Giúp cái giúp. Đấy thì là thôi cái lòng giúp đấy. Biết rồi mà mình biết là trưởng thôn, trách nhiệm của trưởng thôn rồi, nhưng mà thôi cầm tiền xăng xong là sau đó là giúp mình đôn đốc cái việc mà mỗi tháng là đưa cho bố bị dở với là con khuyết tật đấy 500.000, nếu mà cùng nắm thì nếu mà không mua được gạo mì tôm thì mua hộ nhé. Đây cầm đi để anh em đi đây. Chia tay trưởng thôn nhá. Thì hy vọng là nếu mà còn nhiều công trình khác thì sẽ gặp lại trưởng thôn. Bây giờ anh em sẽ đi trao lốt cái xe năn ở bên thôn khác. Thôi một chế đây xoa xanh à. Vâng, chúc ông sức khỏe nhá. Xoa xanh. Bảo ông là anh Việt Anh ở Úc gửi tặng. Anh Việt Anh ở Úc gửi vâng. Rồi, chúc ông bà sức khỏe nhá. Từ từ đã, để anh bỏ cái ấy ra xong là anh em mình để cái xe năn lên. Bây giờ hai đứa đi một xe thôi, còn đâu anh đi xe của anh. Hai đứa em đi một xe đi trước. Cái xe nào đây, cái xe nào đây, đi trao cho chị kia là xong. Rồi. Đi chậm chậm đợi anh nhé. Cẩn thận sắc lắm nhá, nó sắc lắm ấy, cái đấy cái miếng tôn nó cẩn thận nó sắc ấy. Chào trưởng thôn nhá. Đi về nhá, nghỉ ngơi nhá. Đi hai đứa đi chậm chậm đợi anh nhá. Cái đấy mọi người. Đây là phần quà cuối cùng của một cô giấu tên ở Mỹ. Đấy, gửi cho Phen Phen 2 triệu rưỡi để mua cái xe lăn này cho chị. Cái chị là năm nay hơn 30 tuổi rồi. Nhưng mà bị khuyết tật không đi lại được. Thì Phen Phen mua cái xe này hết 2.3 triệu. Còn đâu cái số tiền mà còn lại thì cô bảo là cô để cho Phen Phen, nhưng mà tí nữa Phen Phen sẽ cân đối để trả cho tiền xăng xe cho các em đi cùng. Bọn em đi, anh đi bộ. Thank you.
Đi đi. Trao xong nốt cái xe này, xe lăn này thì cũng hoàn thành nhiệm vụ của buổi sáng ngày hôm nay. Thì Phen Phen cũng xin phép về nghỉ ngơi một chút, bởi vì đi từ dưới thành phố Hà Giang đi từ lúc 4 giờ sáng cơ. Đấy, với cả Phen Phen mới cũng ốm dậy nên là sức khỏe là chưa tốt lắm, nên là cũng mong muốn về thị trấn Đông Văn nghỉ. Ngày mai thì Phen Phen sẽ quay chia sẻ tiếp cho các bác một số hoàn cảnh mới, hoặc là có thể là sẽ đi quanh quanh làng bản đâu đó để giao lưu chia sẻ với mọi người. Hai em nó đi tít xuống dưới kia rồi, Phen Phen phải chạy theo rồi. Chị định đi đâu đấy? Tí nữa là cõng nhau đi à? Hả? À, em chào anh. Ô sao mi nhỏ này không mặc quần kia? Mặc quần vào. Chị ơi, có một chị giấu tên ở Mỹ gửi cho chị cái xe lăn đây. Chị Pau hay à? Chị Pau hay. Vừa nãy định cõng nhau đi đâu à? Cõng lên trên này. Thôi hai em mở cái xe ra cho chị. Cái xe lăn. Hôm trước đến bảo là muốn có cái xe lăn. Chị Pau hay à? Đây giúp mở cái xe lăn cho đi. Đây, chị đến đây xem cái xe lăn của chị này. Đấy. Nào, đây. Nào, ra đây chưa nào. Có phanh mà, đây có người dắt đi. Nào, làm sao? Đây. Chị bảo gì? Gọi cho ông bà về á? Ông bà đi làm gì à? Kệ thôi, kệ ông bà đi làm thôi mà. Thôi không, chị ơi, không phải gọi ông bà về đâu. Không phải gọi, để ông bà làm đi. Gọi ông bà về làm gì? Hả? Thôi không phải gọi đâu, không phải gọi đâu. Đâu chị trà đi chị ai đỡ chị lên xe nào? Chị lấy xe. Hỏi. Chị vui lắm. Ôi giời. Bây giờ đi chơi được rồi nhá. Nào. Nhưng mà chắc là phải có người đẩy. Đây này, bảo chị là đây là cái khóa này. Cái này là à, đâu là phanh chứ nhỉ? À, khóa lại đây. Khóa lại. Còn cái này là cái đai gì? Đai. À, đai nối sang bên này. Bảo em mở ra xem là bảo chị là muốn đi chơi thì bảo ai đẩy đi. Chị bảo chị thử năn cái bánh này được không? Chắc không được không anh ạ? Tay không làm. Tay bảo em này đẩy đi. Đấy. Bảo phanh đằng sau ấy. Đấy. Đấy. Không phải cõng nóng lắm, mùa này nóng lắm. Đi một vòng nào, đi xa xa vào, đi chơi xa xa tít ngoài kia vào. Đi hẳn xong đi. Nào. Vừa nãy em sửa. Thế nào em này vừa phải cõng chị lên à? Nào. À, đi chơi đi, để đi chơi đi. Ấy giời. Sửa. À, biết phanh không? Bảo biết phanh không? Lúc nào dừng biết phanh không? Đấy. Không biết quay đầu rồi. Nái quay đầu này.
Bình thường muốn đi chơi là những cái chỗ dốc dốc này là phải cõng à? Chị thế nào? Chị biết nói tiếng Kinh không? Chị biết nói tiếng Kinh không? Biết nói tiếng Kinh không? Chị Pau à? Chị Pau luôn. Ồ, chị Pau à. Ồ, quay lại đây đi. Đi luôn à? Ấy. Ôi, chạy à? Chạy à? Đua à? Từ từ rồi, má rồi. Má mã rồi. Nhưng mà tay của chị là không dùng được à? Thôi này cũng được, lúc nào đi đâu ai đẩy đi đấy. Đi chợ đi chiếc chứ còn đâu bình thường mà cõng ra chợ thì chả xa. Ừ, đi chợ. Có tay là không dùng được nữa. Từ em dừng lại. Phanh lại hoặc là khóa cái này nhá. Ví dụ mà em đấy em phải khóa này lại. Đây khóa đi. Để khóa thử nào. Em xem nào. Khóa lại. Đấy, như thế là không chạy nữa. Chắc rồi. Khóa cả hai bên lên nhá. Khóa bên nào cũng được. Đấy. Không phải gọi đâu. Tay sao lại sưng hết này? Tay làm sao này? Hả? Cái niệm mù rộng. À bò đi à? Không phải gọi đâu, đừng có gọi. Hả? Đừng có gọi bố mẹ về. Nhưng mà xe lăn mà mắc một cái chỗ đường này nhỉ? Cái đường này. Còn đề chỗ này đề nhà cũng tiện hơn là chị. Nhưng mà cái đoạn xuống đường nhà này đây đoạn này này. Đang không đẩy xe xuống được. Bảo chị là bảo người nhà cuốc cái chỗ này bằng ra. Đây này. Để đi lại. Bảo chị là sửa cái này nhá. Em bảo là sửa cái đường. Rồi, chắc là cũng xong việc rồi. Em cũng hoàn thành nhiệm vụ của em rồi, cũng mang cái số tiền mà mọi người trao tặng cho chị, mua xe cho chị. Thì bây giờ xong rồi. Thì là em cũng chúc chị sức khỏe nhá. Chị Pau hay à? Bà hỏi chị là chị có thích cái xe không? Chị xanh này. Sao xanh à? Cảm ơn. Em nhiệm à? Con này nó lo lắm cả tí lúc chết tôi nè. Nên lấy tiền ấy mà đang mua. Cho mẹ rất là mừng hay sao ấy. À thế à? Ừ, đang nghe trong kia đang nói. Mẹ đi làm xa rồi? Chắc là đi đằng đây đó. Một chỗ tàu xưa. Nhưng giấy đây các cũng gần. Nha. Chúc sức khỏe nha. Sao xanh à? Không biết nói à? Hỏi chị có vui không? Nhẹ chứ nhẹ. Nhẹ. Nhẹ là. Vui lắm à? Nhẹ. 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 Thế thôi nhá. Đi về có bắt được tay không? Nhớ. Mà mua nữa hay. Nhớ chị kia mà mua. Nhá. Thôi nhá, sống tốt nhá. Mua chơi, mình chỉ mà mua. Đấy các bạn, có cái xe lăn này thì là trời mưa trời gió là không phải nê dưới đất nữa này, tay chân là cũng đi lại lê dưới đất này nên bẩn lắm. Đấy, bây giờ mà đợt trước mà muốn đi đâu xa thì là toàn phải có người cõng đi ra tít ngoài kia hoặc là đi xa nữa rất vất vả, có cái xe này đẩy đi đẩy lại. Rồi bảo chị đi về đi không nắng. Vâng. Nha, đây để em mình chuyển cái xe đi vào nhà đi. Thế thì bảo chị để lại bế chị xuống. Cống chị xuống. Thường thường là đi ra ngoài này cũng phải cống như này và giống được bông. Nè. Cống xong mà. Xong mà. giúp chị mang cái xe xuống đến nhà. Về nhà đi. Chạy nhanh thế. Thấy chị vui quá mình cũng vui. Thật sự là làm được cái việc gì này nó cảm thấy có ích cho mọi người thì Phanh Phanh rất là vui. Ui ở đây
Lần trước vào cũng có con chó này nó cũng gầm gừ, lần này cũng vào cũng gầm gừ. Thôi 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 thôi. Tao có làm gì đâu. Chó ác thế. Và cho chị cái xe. Chị vui không? Vui. Vui. Đây có cái xe rồi. Đây, em để cái xe ra cho chị. Đấy. Nhưng mà một mình không tự trèo lên được nhỉ? Mở ra. Vâng, phải có người để đưa chị lên. Em bảo chị là cái này là cái khóa, cái phanh, bảo đi. Đây. Ờ cứ để đấy tí cho chị tự lúc nào đấy. Bảo là cái đâu này khóa. Này. Chị ơi. Đây là cái khóa nhá. Bảo đi em bảo nói tiếng Mông đi. Khi nào mà không đi nó thì dựng như này, còn đi thì mở lại. Các chị để chị đi. Thế bây giờ không phải bò dưới đất nữa rồi. Không phải bò. Bảo chị đợt trước chị đi như nào? Bảo chị đi lại đi. Chị đợt trước là không có xe thì là phải bò bẩn nhỉ? Vâng, chị vẫn bò đi xung quanh thôi. Đau chân, đau tay, ok. Thôi bảo hôm nào có chợ thì đi chợ chơi. Hôm nay là ngày chợ rồi. Để chợ sau nhá. Chợ sau đi chợ chơi bằng xe này nhá. Mẹ hay là chị gái gì đẩy đi. Bảo người nhà đẩy đi. Dẩu con đấy. Thôi em đi về đây, một chê này. Chị mà mua một chê. Một chê nhá. Chị mà mua mà. Nhớ mình chị mà mua. Chị vui không? Nhớ mình chị mà mua. Chị có vui không? Có chứ. Em là em trai à? Vâng. Đây à. Cháu chào bà nhá. Bà ơi. Ui giời ơi, nhìn thôi. Đây. Rồng câu. Đây. Bảo, mẹ thích lắm à? Bảo chị nên để cho mẹ xem để đi lại. Hả? Đấy, đi nào. Nào mở ra. Bảo bà đẩy đi. Mở bên kia em. Bảo bà đẩy đi. Dậy bà đẩy đi. Bà đẩy đi. Bà bình thường không phải phanh đâu. Bà là đi nhanh quá thì bà phanh. Đấy. Bảo bà là đi chợ được. Bảo đi chợ được. Hỏi bà có vui không? Khổ thân con gái đi bao nhiêu năm cứ bò lê la ở dưới đường. Cái xe thì nó cũng chẳng thực ra là cũng so với những cái người ở dưới xuôi mình ấy, có kinh tế thì nó cũng bình thường, nhưng mà với mọi người đây nó là cả một cái giá tài sản lớn. Bảo bà quá đi, bảo bà dạy bà quá. Dạy bà. Bảo bà là đi chợ được, bảo bà đi chơi xa được rồi. Đây là em à, em gái à? Em gái đẻ ruột hay là hàng xóm? Hàng xóm này. Tôi hỏi những à?
Chị Hầu. Chị Hầu à? Không. Không à, anh tưởng là chị Hầu là không uống rượu. Chị Hầu là à. À đây. Đây à. Đây mà mặt thái mù đó. Bảo bà là thôi chào bà nhá, so xanh à. Bảo là bây giờ mù chê đây. Mù chê. Nó xuống mà mua. Hả? Bảo thôi, một chê thôi. Nó mỏ. Không nó mỏ đâu. Không nó mỏ đâu. Em đi về nhá. Về nhá. Một chê nhá. Đấy. Thấy chị vui em cũng vui lắm. Một chê nhá. Cháu xanh nha, mù chê đây, đi về nha. Cháu đi về đấy bà. Mẹ tu, mù chê mù đâu à? Thôi, cháu về đây. Vâng, bà sức khỏe nhá. Không biết đâu, chị phong hoài. Rồi, cháu về đây, chào bà nhá. Chào cả nhà nhá. Mẹ tu, mẹ sẽ là chị tao mọn nó. Cháu về đây. À, bảo em sửa cái đường này nhá, để cho lúc nào chị đẩy xe lên cho nó dễ. Và cái đường này nhá. Nó muốn đi á? Nó lát tôi mà. Cháu về đây. Cháu lát tôi đi mà. Một chê đây. Tay còn để hầu chị tay đi em mọn nó. Xóa xanh. Rồi. Đi về đi em. Bảo bà đi về đi, bà không phải tiễn đâu. Về đây, chờ một chê nhá. Nhìn. Anh về nhá. Một chê. Mua tôi mày tôi cho mình hả? Rất là mọi người vui. Đi em ơi, đi. Em bảo anh em trai này, em trai ơi, em mang về đi. Một chê. Vâng, cháu đi đây. Vâng. Đi. Vâng. Thôi đi ra xe đã. Vâng. À, cũng là xong cái công việc của ba anh em buổi sáng ngày hôm nay rồi. Thì là cũng đi trao được hai cái giường, đi nắp được hai cái giường, với cả đi trao được một cái xe lăn, với cả gửi tiền ở xã. Thì là đến bây giờ thì cũng gần trưa rồi, 11, 12 giờ rồi. Thì Phen Phen cũng buổi chiều hôm nay thì Phen Phen sẽ về nghỉ, nên là Phen Phen cũng cái số tiền là mọi người gửi cho Phen Phen ấy, thì là tất cả những cái đồ mà Phen Phen đã mua thì còn thừa thì Phen Phen sẽ tự chi. Đấy. Thì buổi sáng là hai em có đi cùng Phen Phen thì cũng giúp Phen Phen nắp giường rồi làm mọi thứ, nên là Phen Phen sẽ trích ra 600.000 để gửi cho hai em, tiền xăng xe, tiền uống nước. Này hai đứa cầm nhá. Ôi, hai em cầm đi. Em cảm ơn anh nhiều. Chẳng cảm ơn anh đâu, cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân thôi. Thôi hai em đi về đi, anh cũng đi về. Xong là có gì thì sáng mai anh em mình đi tiếp các đến một số hộ khác. Hai đứa về nhá. Đi về đi, anh cũng về luôn này. Về nhá. Thì video này có Phen Phen đến đây thì cũng là kết thúc rồi. Xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video khác.